Hello mọi người, mình đây. Có hai đứa rồi. Hôm nay mình đang xem. Nói chung khi thấy tao mình đuổi đi chơi sữa. Mày quay vlog á hả? Để quay. Ủa mày quay rồi mà quay gì nữa? Tao quay tiếp. Ê mày rảnh quá. Thì tao thích. Khi nào đi học chả dậy. Hôm nay đi diễn ở trên trường. Alo. Đây là anh Ký với là chị Yên. Chị ơi, hai anh chị muốn quay lại tại vì chưa có điện thoại. Ok nha, chị quay lại. Rồi, nó tắt không vậy? Chưa có điện thoại nên là muốn quay lại. Rồi, xong chưa? Ủa, xong chưa? Chị Kim Anh có muốn vô khung hình đúng không ạ? Chị Kim Anh có muốn vô khung hình luôn. À, đây là chị Kim Anh. Quay đi, quay đi, quay đi. Đây, ăn sáng thì... tụi mình bữa sáng thì tụi mình ngồi chỉ có nhiêu đây người thôi chứ không có còn đâu. Còn nữa, còn nữa chưa tới nhưng mà còn nữa không có nhiêu đây đâu. Xong mấy thấy không gặp thì mọi người có thấy hơi phèn hơn không, vì cái đầu này nó bị phèn đi á. Rồi mắc gì, tại vì nó phèn thật. Tại vì hôm nay mình có diễn ở trong trường nên là mình quay lại tiếp một ngày gì luôn. Đây là mình quay nguyên một ngày của mình luôn chứ không phải trong trường nữa. Sao mình tự quay lại xin lỗi con bé đó, xin lỗi chị bữa không mày la vậy, bữa gì mày la vậy, trời đó trời, nó đang quay với con, nó đang quay đó. Cho mày quay cái giữa đường em, mọi người có nó quay cái em giữa đường. Quay gì vậy? Nó quay vlog, quay vlog. Mày không có dính với mày đâu, mày lo mà nó dính tới cái tượng mặt tao à. Mày đi diễn trên trường Hastings High School. Ủa chị có cửa đọc đi. Trên trường Elite Hastings High School. Tại phòng Cedar. Thì một ngày chuẩn bị đó. Nó hỏi coi mày có quay gì má. Ê tụi nó đang nhiều chuyện nhau mọi người. Rất là nhiều chuyện nha. Rất là nhiều chuyện nha. Chính mày đâu? Đi. Chính một thủ tóc đi. Tải một đứa tụi nó kiếm rồi. Tải bay cái màu xanh luôn. Mày đừng có hơi dí gần cái lồi cái nồng rồi ta. Tiết đầu tiên thì mình sẽ học bảo vệ môi trường. Nói chung là những tiết học của mình thì vẫn giữ nguyên như cũ như hồi đầu năm, nhưng mà mình đã gọi là sao ta, không bị lạc đường nữa nên là không có trốn học răng bún màu Huế nữa, nên là mọi người đừng có nhớ tới cái video đó nha. Cảm ơn. Trời ơi, nó trốn học mà nó đăng video rồi, không hiểu luôn á. Nó trốn học mà đăng video. Gặp cái lớp hai đứa bay thử. Mấy lớp của mình thì mấy bạn cũng chuyển hết rồi, chỉ còn có một mình học thôi. Không còn Huy cũng không còn mà. Trời, má thấy nguyên con là không có ai còn hết á, còn có mình học mình à. Chuông đã reo rồi nên là bây giờ sẽ không, chuông chưa reo nha mọi người. Ai về lớp nấy. Chuông reo lần một, có nghĩa là trời xem rút điện thoại còn mẹ nó xem rút điện thoại nên là mọi người sẽ em mày kể cái chuyện điện thoại đó cho con cầu chưa thôi đừng có nhắc lại ý. Trời đẹp, trời đẹp quá mọi người, trời đúng đẹp luôn. Ngày hôm nay mày quay qua đây, mày quay qua đây. Các bạn là người yêu. Bây giờ sẽ vô lớp đầu là lớp bảo vệ môi trường. Hôm nay chỉ làm bờ khác trên điện thoại, hôm nay là làm bờ khác trên Scology. Tôi di chuyển từ bên sau bên nọ.
Me dan ganas, pero si me traes algo, me lo acepto. Y yo, mình đang quay lén. Bây giờ sẽ chuyển qua tiết 3 là tiết toán. Đau quá. Thì toán của mình rất là đẹp trai luôn, có vợ con rồi nhưng mà đẹp trai vãi. Chết mẹ, mình nhất là cũng hôm nay mình học bên phòng, mình học bên khu nọ, nhưng mà tiếng mình cũng không sao. Bây giờ mình sẽ đi đường chơi, chơi ai là nó phía dưới. Đi đường chơi chạy qua bên đó. Cái này là cái đường tắt đi từ ở trên đó. Là từ khi mà ở dưới lạnh quá mình sẽ đi trên này. Quẹn á, tại sao không nhớ trời. Tại vì hôm nay mình diễn, mình đi về cao, mình đâu chạy được đâu. Chạy là coi như tới sắp mặt. Mình toàn nói vụ hát á, chứ mình quên mất cái vụ này. Lớp đóng cửa. Later. And the hypotenuse is C. Does that make sense for everybody? You have 9 triangles. A label and song 4. Có mình bị cách ly bên đây. Có 3 người. Nhóm mình 4 người. 3 người đằng sau mình đang cách ly có mình. Chán buồn. Tôi bị ruồng bỏ mình nè. Nhóm mình nè. Nhóm mình 3 người ngồi dưới, có mình ngồi trên. Tốt thật sự. A few moments later. Giờ sẽ đi học tiếng Anh. Lớp anh giao bây giờ còn có mình học. Cứ mình là người Việt. Không biết làm gì nhưng mà mình không làm gì hết. Mình đã ngồi như vậy được 2-3 tuần rồi. Mình ngồi không. Vô lớp cho có rồi. Giờ sẽ qua tiết 6 cũng là tiết làm gớm. Tiết này học cho mấy thanh. Tiết này không cho xài điện thoại mà mình sẽ cố gắng quay lén nếu được. Thanh năm ngoái ăn giờ C, Thanh năm nay ăn giờ C còn mình ăn giờ B nên là không có cùng với nhau. Bình thường thì Thanh với lại mọi người sẽ đứng chờ mình ở đây rồi đi chung. Đây là lớp làm gớm của mình. Cái này là cái phòng để tụi mình lấy gớm ra nè. Đó, cái phòng mà tụi nó đang vô là cái phòng mình lấy gớm. Vẫn là Thanh nè, đây là bàn của nhóm tụi mình. Chạy cái tấm này nè. Nó chạy thảm xong cái này của mình bị lô bên đây, mình sẽ qua lấy lại. Tụi mình đang làm cái đế. Mình mới lấy cục này để làm cái đế, còn cái này là cái ly. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lăn, mình để Thanh lăn cái cục này xong rồi sẽ lăn cái cục của mình. Cái ly mình làm nó hơi ấy nhưng mà chẳng sao. Thanh thì chắc là mọi người ít chưa bao giờ gặp Thanh, ý là hai năm rồi mọi người mới gặp lại Thanh đúng không? Thanh thì kiểu cũng vẫn là như vậy, vẫn ít nói như vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có cứng quá không vậy? Có thêm miếng nước đồ vô không? Mạnh bảo không? Mạnh bảo phải. Cục này à không, nó cái cây này mọi người lăn lăn, nhưng mà đừng lăn như Thanh nha mọi người. Lăn như Thanh là bạn bảo phân trường nó đấy. Đó, mình cứ lăn nhẹ nhàng để tao lăn không, mình cứ lăn nhẹ nhàng thay vì của nó cứng lắm. Mày tặng ai? Mày tặng tao. Tặng tao. Ừ rồi. Vậy mày đuổi tao chứ? Mắt an mọi người, nó mắt an. Coi. Ôi rảnh quá. Xong rồi hồi lăn như một con chó thì mình đã lăn ra được cái hình như vậy mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ lăn cho Thanh luôn. Thì Thanh mình không biết Thanh làm gì nhưng mà mình cũng sẽ lăn cho Thanh. Thì mình đã lăn cho Thanh thì mình xong rồi mày đưa cái cục của tao đi coi. What? Oh my god. Cái con thơ. Crazy. Cái bơ này mọi người, đây là miếng bơ. What do you want me to draw? Cái lỗ này nữa, mình bỏ cái ly vô. Tùy cái này nó thay đổi ly là chép bơ. Còn nó học lý. Tao nói đúng không? Tao thấy mày im lặng là tao nói đúng. Gọi là gì? Ừ, lý. Lớp sử thì có sang với Quỳnh thôi mọi người. Hai quỷ gì đúng không? Video. Oh.
Guapa, chinita, yo me enamoro de ella. A la mesa puede decir que tenía. Is to finish this and your vocabulary so that we still have 15 minutes for you to organize your lives before tomorrow's review. Hello mọi người. Hiện tại thì đây ba chị gái chị với lại bạn vẫn là Quỳnh. Vẫn là Quỳnh. Cái gì? Thì vẫn là Quỳnh. Quay lại đi. Nếu là Quỳnh và Sang mọi người à, thì mình vẫn chung lối với hai đứa này. Mình cũng không biết tại sao mình bắt nợ gì hai đứa nó đừng mình để tôi kể chuyện. Tự nhiên hai đứa gì bả cũng bả rồi. Sự giả chân này cực với lên án mọi người biết không? Kiểu như là hồi đó lớp chín mình chung lối với hai đứa nó xong bây giờ mình lại chung nữa. Mọi người ơi, mọi người nhìn qua đây cười cái coi chà cái thái áo là ơi. Ủa mày bỏ đầu thứ gì cuối cùng mày cũng ngẩng mặt lên vậy thôi. Nhưng mà nó nói chính mình với nó không có chơi với nhau. Đúng không? Không chính nó mày nói chơi vậy. Không nói chuyện luôn. Không hề nói chuyện luôn. Không hề nói chuyện luôn. Nhiều sẽ đi tập hát. Đúng mắc nở nha hay gì á. Giờ thì mình ngồi trưa nào cũng ngồi ăn với thằng Sang trơn á, xong cũng học chung lớp đồ này nọ nữa. Rồi bây giờ lại vô tập hát. Tan học rồi lại phải vô tập hát để tối diễn. Đây là đồ ăn. Đây là đồ ăn mình đã bỏ 8 đồng ra để cho thầy mua cái này để ăn đấy đó. Để một lát tập. Mình không biết trong này nó có cái gì. 8 đồng. Để mình coi nó có cái gì. Cái này chắc hamburger quá à. Thích vậy. Bánh, sốt, mẻ dao hết 8 đồng. Giờ này hát thì tôi sẽ hát bài Hạnh Phúc Mới. Và cái bài này thì nó khá là khó hát á. Nhưng mà đây là cái bài duy nhất mà mình nghĩ là mình thuộc. Và mình hát ổn gần đây nhất nên là mình nghĩ là mình sẽ lấy đại bài này thôi. Chứ thật ra thì gấp quá thì không thể nào chọn một cái bài mới được. Nên phải lấy những cái bài cũ. Và những cái bài này nó hay. Và nó kiểu nó buồn á. Tại vì thấy bên này ít ai hát bài buồn lắm. Nên là mình sẽ hát một cái bài buồn. Và mình sẽ hát cái bài đó hôm nay. Nhưng mà mình rất là lo tại vì mình chưa bao giờ mà hát một mình á, hát solo cho sân khấu, mình chưa bao giờ làm như vậy luôn. Mặc dù mình đi diễn nhiều rồi nhưng mà mình chưa bao giờ làm như vậy. Và hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời mình phải làm như vậy, nếu không thì mình sẽ bị rớt môn. Và mình rớt môn thì nó lại không ổn, nó lại càng không ổn, nên là mình phải ráng bất đắc dĩ thôi. Cái bài của mình là Hạnh Phúc Mới của chị Phạm Quỳnh Anh, mà mình không hiểu sao ông thầy ông tưởng Phạm Quỳnh Anh là cái bài hát cái ông ghi vô nên là mình bị lộn. Hi. I own a video in YouTube. Oh, what? You have a piercing? Yeah. What? What? And you got a tattoo? No, this is a fake. This is real. Oh, she has piercings. You're so pretty. You too. Oh my god, I never expected you to have piercings. Yeah, I have one here, and one here. You have your seven? Yeah, him. And right here. What? I never look. Why? What? She's just what? Like, oh, you have a piercing. Yeah. Yeah. It's on too. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Oh, purr. I'm it's cute. And my septum and yeah. Oh, you have a septum? Yeah. Why should I be? He's a choir. Yeah, because choir. No. School. No. That school don't care. Yeah, school don't care. Work. Yeah, tomorrow I will get it. Okay. Thank you, you guys. Mấy bạn khá bất ngờ. Kiểu bình thường á, mình đi học là mình toàn đeo khẩu trang không à. Thì nó che cái phần này rồi. Không có ai biết là mình có sốt khuyến chân á. Mình sẽ đi vô sân khấu coi một vòng này trước. Trời lâu lắm rồi mới thấy cái sân khấu này á mọi người. Đây. Mình chưa bao giờ quay sân khấu cho mọi người coi đúng không? Thì đây, đây là cái sân khấu. Từ cái phòng học nhạc của mình nó nối vào cái lớp khác nhà, nó nối cái sân khấu luôn. Đây. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.
Đi vô trong đây là vô lớp hát. Xong rồi đi ra thì lại ra sân khấu. Đó. Ai cũng có lần đầu mọi người ạ. That's why mình rất là lo. Lo vãi đòi lo luôn. Hello again. Tới ngày diễn nổi cục bụng mọi người. Mắc cái gì với ngày diễn cái nổi cục bụng vậy? Te lo juro, no puedo. This is Melanie. Hi! She's so pretty and she sings so good. This is Camila. Say something random. Okay. Unos tragos de tequila. No puedo. Tequila. Bye, Amelie. Pendeja. 2 hours later. Bây giờ đang ngồi chờ chuẩn bị diễn mọi người ơi. Rung quá. Let's first start off with Steal Away. Too loud. Mình xem cái tại đây. I'll speak up. We can't hear you. Tiết mục thứ hai. Là tiết mục thứ hai đó mọi người. We can't hear you. Tiết mục thứ hai đó. 5 minutes later. St. Thomas and I'm the choir director here at Hastings. I'm so very privileged to be here and to present to you our choir here at Hastings. I did want to state that I'm so very proud of a lot of students, all of my students, course, but definitely students that are also going to be participating in our UIL solo and ensemble competition that will be this Saturday at Maid Creek High School in Katy ISD. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Todo lo que quieras, ven, ven, ven.
Trời ơi, trường mình cái này tự nhiên có cái tiệc thì chắc là kiểu đãi phụ huynh hay gì á mọi người. Bye. Bye. This is the end of the concert. Đây, cái này là kiểu chiêu đãi phụ huynh đó mọi người. Có nghĩa là tụi mình sẽ đem đồ ăn với nước uống lên, xong rồi sẽ đãi phụ huynh ăn uống. Chứ cũng không có gì hết. Rồi chỉ có vậy thôi đó. Rồi bây giờ mình đợi mẹ ra rồi mình đi về thôi. Mình quên máy bay mọi người mất tiêu nên là bây giờ mình sẽ máy bay bù cái mà mọi người đã xem vlog về. Nhớ like và subscribe cho mình nha. Bye mọi người.